Vâng, Ngọc Quang tiếp tục giới thiệu với các bác anh em đến từ các tỉnh đột nhập kho. Đấy, đột nhập vào kho khu vực Ngọc Quang Bắc Giang 450C này. Đấy. À cái loa GM. GM kia. Vâng, các bác đột nhập vào kho Ngọc Quang Bắc Giang. Thì đây là những cặp loa loa lời bán chạy nhất này. 210 nhá. Loa lời này các bác này nên nhớ nha, đây là dòng loa anh em đang đặt em rất là nhiều. Đấy. Mấy lô sản phẩm em có 3 lô nhưng mới về được một lô. Cả bên trong kìa nha, 210. Và loa GM này nè. Loa này thì siêu VIP rồi. Còn đánh thì không có điểm trừ luôn, tê tái luôn. Đây. Đây là 210 các bác nhá, 210. BMW 450C. Đấy, mới tạm ứng được khoảng 50 đôi đã. Tạm ứng về khoảng 50 đôi. Đấy. Ấy lều ấy, các bác về nhìn hàng thấy loa nó khủng quá, ấy lều luôn. Nó khủng khiếp. Đấy. Đấy, kia kìa, cái loa GM cái bát ở đấy kìa. Nhưng mà khách về thì có từ ấy lều rồi, tại sao nó khủng thế? Vâng, rất cảm ơn các bác nhá. Toàn những hàng khủng rồi, hàng nổi tiếng rồi. Cảm ơn các bác.